Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm canh tí, ngày này là ngày mậu tí, tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỷ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trần giờ nhâm tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày mậu tý tức chi khắc can có nghĩa là thổ khắc thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tích lịch hỏa kỵ tuổi nhâm ngọ giáp ngọ ngày thuộc hành hỏa khác với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày tý lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hại mùi phá Dậu và tuyệt tỵ vài tuổi xung khác trong ngày tuổi bính ngọ, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao lục hợp, tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thiên lại sáu mọi việc sao hỏa tai sáu đối với xây dựng nhà cửa độ mái, sửa sang nhà cửa sao hoàng sa sáu đối với xuất hành sao nguyệt kín chuyển sát kỳ khởi công động thổ sao phủ đầu giáp, kỳ khởi công động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cho nên hôm nay là ngày làm việc cuối năm với bạn tuổi Tý sẽ nhận được những lời khiên ngợi từ cấp trên khiến cho bạn không khỏi vui mừng khả năng thăng tín với bạn tuổi Tý trong thời gian tới là khá lớn bản mệnh cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Đó là điều mà cấp trên nhìn thấy rõ ở bạn. Những công sức bạn bỏ ra chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng ngay thôi. Trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tí lại đang gặp ngày có thổ khí đương vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn cũng vì thế mà có sự xa sút Bạn mệnh tuổi tí có thể sẽ gặp phải những vấn đề về thận cuối năm nhiều tiệc tùng liên hoan bạn cần phải để ý để không hại tới sức khỏe của bản thân mình về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim sức khỏe đi xuống cần phải chăm sóc bản thân từ vi tuổi bính tý thuộc thủy có được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra từ vi tuổi mậu tý thuộc họ làm việc chăm chỉ ắt được công nhận từ vi tuổi canh tý thuộc thổ có nhiều lời khiên từ phía cấp trên từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nên hiểu những điều mình đang làm và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ từ vi tuổi sửu thứ ba ngày mùng tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là hôm nay là ngày 28 tháng chạp không khí tết đã dần lan tỏa trong từng căn nhà với bạn tuổi sửu đang được lục hợp quý nhân chia chở nhờ thế mà không khí gia đình với bạn rất chi là vui vị á có những mâu thuẫn giả nứt từ trước đó được bản mệnh khéo léo giải quyết không để chuyện năm cũ ảnh hưởng tới niềm vui để đón năm mới với bà tuổi sửu tượng chừng khô khan nhưng lại có lúc cũng vô cùng là tâm lý nữa trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi sửu lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho thấy hôm nay với bà tuổi xỉu cũng đang có được cái nguồn tài lộc khá chi là dồi dào với những thành quả mà bạn đóng góp cho công ty trong suốt thời gian vừa qua nay được đền đáp xứng đáng túi tiền rụng rịnh nữa rồi về từ vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tài lộc được rụng rỉnh, không lo thiếu tiền tiêu. Từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, có được cơ hội chạm tay vào hạnh phúc. Từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, tiền tình đều được như ý muốn. Từ vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, hãy nắm bắt thời cơ ngay trước mắt. Từ vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, có thể sẽ gặp phải một số khó khăn nhưng đều có thể vượt qua được và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Hợi từ vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim nhập mệnh cho nên với bạn tuổi dần không thể nào kiểm soát được thối cố chấp của mình thì sớm muộn gì cũng phải chịu trận mà thôi và hôm nay với bạn tuổi dần tiền bạc có thể tiêu tán chỉ vì với bạn đưa ra quyết định sai lầm bạn mẹ tuổi dần không chịu nghe lời khuyên răn của mọi người xung quanh và nhất quyết làm theo ý của mình. Kết quả là lựa chọn của bạn đưa ra hoàn toàn sai lầm. Cái chuyện kinh doanh buôn bán cũng vì thế mà thua lỗ đáng kể. Trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thụy dưỡng cho mộc cũng may là bạn có được người ấy ở bên, an ủi, giúp cho bạn vượt qua được những nỗi buồn ập đến ngày hôm nay. Bạn cần phải cố gắng vực dậy tinh thần, thua kêu này, bày kêu khác, đừng có bỏ cuộc dựa chừng. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, đừng quá cố chấp mà tự hại bản thân mình. Từ vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, Tình cảm là chỗ dựa vững chắc cho bạn, từ vi tuổi mậu dần thuộc Thổ, bạn mệnh đang có nhiều điều lo lắng, từ vi tuổi Canh dần thuộc Mộc, nên hiểu mình đang đối mặt với thứ gì, từ vi tuổi Nhâm dần thuộc Kim, tiểu nhân quấy phá không thôi. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm Năm sao, con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mão dậu cho nên đang tác động tiêu cực tới con đường tình duyên của bà tuổi mão ngày hôm nay và với bà tuổi mão bạn đang cố gắng để cho người ấy hiểu ý mình nhưng kết quả lại ngược lại kiếp tài chiếu mệnh bồi thêm cú sốc khi tiền bạc trong tay với bạn tuổi mão đang có sự tiêu tán một cách nhanh chóng bạn cũng không hề nhận ra mình đã tiêu cho những thứ gì chỉ tới khi kiểm tra lại mới biết tiền đã gần cạn kiệt mà thôi có lẽ cái việc mua sắm trong những ngày sắp tết đã vượt quá kế hoạch của bạn hoặc là căn bản bạn chưa có kế hoạch gì cho nên mới dẫn tới tình trạng như thế này bạn cần phải cân đối lại thu chi của mình trước khi quá muộn về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình cảm không đi đúng hướng Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tiền bạc có rồi lại mất đi nhanh chóng Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ dễ cảm thấy chán nản và thất vọng tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần có kế hoạch về tài chính cụ thể tử vi tuổi quý mão thuộc kim đừng tự quyết định mọi thứ về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. từ Vi Tuổi Thìn thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà Tuổi Thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày cực kỳ là may mắn với mình và với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ có được vận quý nhân sẽ giúp cho bạn có được niềm vui nối tiếp niềm vui đối với những bạn đang còn độc thân được tỏa tình còn đối với những bạn đã có đôi có cặp đó, thì có những quyết định mới cho tương lai của mình nữa rồi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn tuổi thìn đang có được cái nguồn tài lộc ùn ùn kéo về nhà với bà tuổi thìn, bạn là người có tài năng đầy mình. Chỉ là từ trước tới giờ bạn chưa hề ý thức được hết điều đó, cũng như là chưa có được cơ hội để thể hiện bản thân mình mà thôi. Và với bà tuổi thìn, có lẽ bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được thu nhập của mình bằng sự may mắn và cả tài năng từ nghề tay trái của mình nữa. Chính bạn cũng không thể ngờ được mình có thể kiếm tiền nhanh chóng và thuận lợi một cách đến như vậy. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tiền bạc kiếm được vô cùng là dễ dàng. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình duyên vượng sắc dễ kiếm được người yêu. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hãy sống vui vẻ và suy nghĩ lạc quan hơn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần phải mạnh mẽ nắm bắt thời cơ để phát tài. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy chủ động và quyết đoán hơn khi lựa chọn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày vận trình có thăng có trầm hung cát đan xiên bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ đang được thực thần chiếu mệnh báo hiệu cho bạn có được nguồn tài lộc khởi vượng cách chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán trở nên vô cùng là thuận lợi, vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn nữa luôn. Và với bạn tuổi tỵ nên nhân cơ hội này để đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán với mình. Trong những ngày cận kề Tết như thế này, nhu cầu mua sắm của mọi người là rất lớn, chỉ sợ không có sức mà phục vụ, vụ thôi. Và với bạn tuổi tỵ cần phải cố gắng để có được nguồn thu nhập tăng tín hơn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thủy hỏa mâu thuẫn, báo hiệu cho bạn đang có những vết rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Có thể việc kiếm tiền của bạn khiến cho bạn sao nhạt trách nhiệm của mình đối với đối phương. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, không có thời gian cho gia đình. Tử vi tuổi tan tỵ thuộc kim, kiếm tiền dễ dàng hơn bình thường. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, cần phải cân đối công việc và cuộc sống. Vài đánh giá của ba tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang có điểm báo. Có lẽ bạn sẽ trải qua một ngày vấp phải sự phản đối của gia đình, người thân trong khi bạn đang háo hức muốn công khai cái mối quan hệ của mình với người ấy. Điều đó khiến cho bạn tử ngọ không khỏi bị tổn thương chắc chắn rằng mọi người làm như vậy cũng có lý lẽ riêng và với bạn tử ngọ bạn đừng có vội nóng giận hay làm chuyện thiếu suy nghĩ bạn hãy thử tìm hiểu xem lý do mọi người phản đối hai bạn là gì để tìm cách giải quyết nếu như có thể Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi ngọ cũng đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bản mệnh tuổi ngọ dù hôm nay là ngày làm việc cuối năm nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chạy mãn bạn nên cố gắng làm tốt để đầu năm không phải chịu lời nhắc nhở khiển trách của cấp trên vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim có nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy cuối năm có thể bị khiển trách từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nên tìm hiểu rõ ràng trước khi phát ngôn từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và áp lực từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đừng có nóng giận thái quá lại hại chính bản thân mình vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có ngộ hành tí mùi tư hại cho thấy với bà tuổi mùi đang có những bất đồng quan điểm bắt đầu nảy sinh giữa bạn với người ấy và xung đột nếu không được hóa giải kịp thời thì vết rạn nứt càng ngày càng lớn hơn Đối với những bạn đang còn độc thân thì đang cảm thấy bí mách khi mà tình cảm trao đi không được đối phương chấp nhận. Bằng cách này hay là cách khác, người ấy khiếu léo từ chối tình cảm chân thành mà bạn đã gửi trao. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh sẽ thắp sáng niềm vui ngày hôm nay khi mang tới cho bạn có được nguồn tài chính ổn định, vững vàng. Cuối năm rồi, Tết vui hay không, một phần là do tiền bạc mà. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc Kim, bất đồng quan điểm gây ra những mâu thuẫn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc Thủy, tiền bạc được dồi dào, nguồn thu nhập ổn định. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc Hỏa nên kiềm chế tránh xung đột xảy ra tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng có để cho mình phải hối hận về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1 số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi thân bạn hãy bình tĩnh mà đón nhận tình yêu đào hoa ập tới chỉ sợ bạn chó ngợp vì bao nhiêu người săn đón tọa tình không biết phải chọn lựa ai mà thôi tuy nhiên bạn mệnh tuổi thân Chị may mắn trong chuyện tình cảm, còn vấn đề về tiền bạc thì bao nhiêu xui xỉu lại đổ dè dồn hết lên bạn. Khi bạn đang gặp kíp tài chứa mệnh khiến cho bạn cảm thấy khó khăn vô cùng trên con đường tìm kiếm tài lộc với mình bạn mạnh tuổi thân cũng cần cẩn trọng hơn với những quyết định của mình ngày hôm nay đừng có quá liều lĩnh và mạo hiểm bởi đó là nguyên nhân chính khiến cho bạn mắc phải những sai lầm đánh mất đi nguồn tài lộc trong tay mình mà không thể nào trách được ai khác về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy niềm vui quất được nhờ tình yêu đến tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa đào hoa phơi phới nhanh chóng đón tin vui tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ cần hiểu điều mình mong muốn là gì tử vi tuổi canh thân thuộc mộc đề phòng bị tiểu nhân phá hoại tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim đừng có mất cảnh giác thái quá và đánh giá của bản tuổi Thân trong ngày thứ 3 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tử Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tử Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo Dậu, nhắc nhở bà tử Dậu đừng quá cố chấp tạo áp lực với chính người mình yêu. Bạn cũng biết rằng chúng ta cũng có nỗi khổ riêng của mình, trở nên ích kỷ vì bản thân mà ép buộc đối phương như vậy. Già nếu đứt dây, biết đâu đấy chính vì những lần ép buộc, Cố chấp của mình mà tình cảm giữa hai bạn nảy sinh vết rạn nứt không thể nào có được hạnh phúc như đã mong đợi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, tỏ rõ cho bạn đang có được cơ hội thể hiện mình. Thay vì tập trung quá nhiều thời gian vô ích cho chuyện tình cảm, thì với bà tuổi Dậu hãy cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình thì hơn, đó mới là lựa chọn đúng đắn của bạn trong thời gian này. Về từ vi tuổi Ất Dậu, thuộc thủy, tình cảm đang chịu nhiều áp lực, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa hãy tập trung cho chuyện công việc tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ đừng có đòi hỏi sự hoàn hảo tử vi tuổi tan dậu thuộc mộc bất đồng quan điểm gây ra những mâu thuẫn tử vi tuổi quý dậu thuộc kim nên làm tốt việc của mình thì hơn vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày của thiên tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi tuất bạn sẽ là người được bao nhiêu người xung quanh ngưỡng mộ vì sự may mắn trong chuyện kiếm tiền của mình ngày hôm nay bạn mệnh tuổi tuất dù làm gì đi chăng nữa cũng dễ dàng đạt được thành công và với bà tuổi tốt, nếu như muốn tăng thêm thu nhập cho mình thì có thể sắp xếp thời gian để làm thêm ngày tay trái. Có thể sẽ bận rộn hơn nhiều vào những ngày cận kề Tết như thế này. Nhưng khi cầm tiền trong tay thì bạn sẽ thấy mọi thứ là rất xứng đáng với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tốt lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khác nhắc nhở bản mệnh đừng có mãi mê kiếm tiền quá mà không chăm lo cho gia đình của mình. Và hôm nay là ngày 28 Tết rồi, bạn hãy dành thêm thời gian cùng mọi người chung tay để chuẩn bị đón Tết nữa. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, tiền bạc rụng rỉnh trong tay. Từ vi tuổi màu tuất thuộc mộc, không cần phải quá gay gắt mà gây ra xung đột tử vi tuổi canh tốt thuộc kim nên dành thêm thời gian cho gia đình tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy đừng có ép bản thân mình thái quá làm gì vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là Vận trình của bà tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày của Tam Hội cục chia chở, cho nên cái chuyện gia đình của bà tuổi Hợi rất chi là đầm ấm, in vui. Tết sắp tới, không khí nao nức vui vẻ khiến cho ai nấy cũng mong chờ, nụ cười luôn nở trên môi nữa. Ngày này, với bà tuổi hợi, vợ chồng có được sự hòa thuận, đồng lòng với nhau. Dù Tết đến, nhiều vừa việc bận rộn, lo toan, nhưng không vì thế mà có sự tranh cãi, bất đồng với nhau. Ngược lại, quản chung sức, chung lòng, thương yêu không hết. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Chua thấy hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm. Bạn khá bận rộn Tuy nhiên, bạn cần phải linh hoạt hơn trong cách giải quyết công việc, tránh để những khó khăn tồn động qua năm mới. Về từ vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình cảm gia đình đầm ấm, in vui, từ vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, công việc bận rộn nhưng có được thành quả xứng đáng, từ vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, cần phải linh hoạt xử lý những vấn đề, từ vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, yêu thương và thấu hiểu cho nhau, từ vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số xa số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi sửu, tuổi mùi.